Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để kết nối VBS qua Remote Desktop. Thì ở đây mình đang có một con VBS và kết nối qua chương trình Remote Desktop. Thì ở đây là ta nhập cái IP của con VBS vào nha các bạn. Rồi, tiếp theo là ta nhập vào cái user với password. Cái này thì user, password với lại cái IP đó thì các bạn mua VBS trên những cái hội nhóm ấy, thì có nhiều con VBS giá rất là rẻ. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân tôi thì các bạn mua cái con mà nó là 2 core, 2 RAM trở lên thì chạy mấy cái chương trình auto nó ok hơn các bạn nha. Rồi nhập password vào. Rồi các bạn nhớ bấm cái remember ở dưới nè. Thì để lần sau nó nhớ nó vào luôn các bạn. Nhưng mà VBS thì nếu như mà các bạn chưa cài đặt gì thì nó sẽ báo lỗi như trên hình. Đó, thì ta bắt buộc phải sửa lỗi thì mới có thể sử dụng được. Thì muốn sửa lỗi để chạy VBS với Remote Desktop thì ta phải làm qua một số bước. Các bạn bấm vào cái nút search, ta tìm gõ cái dòng chữ Edit Groups, rồi chọn vào. Thì ở đây các bạn để ý những cái mục ở trên màn hình nhé. Thì muốn cho nó rõ ràng ra thì các bạn là sẽ phải phóng to cái màn hình ra, kéo giãn cái màn hình ra cho nó rộng ra. Rồi, các bạn tìm kỹ từng dòng. Đấy, các bạn kéo giãn nó ra nha. Các bạn cứ từ từ mà làm thôi. Đó, tìm đến đúng cái mục của nó. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, tìm đúng cái dòng đó. Các bạn nhấp đôi vào là ok. Đó. Nhấp đôi vào các bạn. Thì các bạn lưu ý những cái cài đặt này. Ta enable cái chỗ này lên. Chọn cái dòng cuối cùng. Rồi, ok. Ta bấm ok. Thì đến đây á là nó cũng chưa xong đâu các bạn nha. Đến đây thì về cơ bản là ok rồi đó. Nhưng mà ta phải làm thêm một cái bước nữa. Thì ở đây á, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào Google tìm cái dòng lệnh này này. Chứ mình cũng không cần phải ngồi gõ lại từng chữ đâu. Đây này, các bạn gõ GB update, rồi xịt Ford này. Đó. Các bạn copy y chang cái dòng lệnh đó là nó sẽ ok thôi. Dán vào là xong. Rồi. Các bạn copy đến cái GB update, cái dòng chữ màu xanh đó, các bạn chép. Các bạn vào cái ô tìm kiếm đó, các bạn enter một cái là xong. Cực kỳ nhanh luôn các bạn. Tôi hướng dẫn cho các bạn là cầm tay chỉ việc luôn. Là cứ theo hình, theo clip mà làm là đảm bảo thành công. Ok rồi. Đó, cái này tôi đang chạy cho Win 10 nha các bạn nha. Đó. Thì bây giờ ta kết nối VBS bình thường thôi. Đó, VBS. Bấm vào kết nối. Thì lúc nãy là mình chưa kết nối được lần nào, cho nên là nó sẽ không nhớ. Nó không nhớ cái con VBS lúc nãy mà mình kết nối á.
cho nên bây giờ mình phải nhập lại. Còn đến lần sau thì mình sẽ không phải nhập lại qua cái bước này nữa. Thì ta nhập lại cái IP. Rồi, lặp lại cái bước hồi nãy. User, password, nhớ remember nó. Thì lần sau mình chỉ cần bấm cái IP đó là xong. Lần sau nó nhẹ nhàng hơn các bạn. Thì cái đoạn này thì ta bấm tick vào đó. Rồi bấm yes, xong. Là nó đã kết nối được. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, cái tool á, cái tool của các bạn như thế nào thì tôi không quan trọng. Nhưng mà cái tool của tôi á, là tôi viết ở trên cái độ phần dài màn hình là 1280x720. Thì bây giờ là tôi đang kết nối VPS ở cái độ phân giải nó cao hơn. Đó, cho nên tôi thoát ra tôi cho các bạn xem. Tại vì cái VPS á, mà nó kết nối ở cái độ cái máy chính của mình á, đang ở độ phân giải là 1600x900 này. Đó. Thì bây giờ tôi chuyển về 1280x720. Rồi tôi kết nối thì con VPS nó sẽ ở cái độ phân giải đó. Đó. Thì bây giờ lúc nãy là nó nhớ rồi các bạn. Bây giờ tôi kết nối vào này. Thì con VPS nó sẽ có cái độ phân giải là như mong muốn, 1280x720. Nhưng mà cái ví dụ ta chạy auto ở đây thì cái tool này là cái tool auto view các bạn. Auto view YouTube thì các bạn phải chọn cái bước này để xóa đi. Sau một lần chạy các bạn xóa cái thông tin đăng nhập đi. Đó, delete. Delete on time. Đây là một cái account chạy trên VPS. Rồi ta xóa hết những cái thông tin đăng nhập đi các bạn ha. Cái thông tin không phải thông tin đăng nhập mà cái thông tin mà xem YouTube á. Như bình thường á thì các bạn xem bằng playlist rồi bấm like. Đó, thủ công này nó rất là mệt mỏi các bạn ha. Thì khi mà có tool rồi ta treo tool, treo bot, nó tự động. Thì để mà chạy VPS á, mà nó tự động được á, thì ta làm như vậy. Tại vì cái tool là nó là cái tool chiếm chuột nha các bạn. Cho nên là nó, cái VPS mà muốn hoạt động được tốt á, thì các bạn phải vào cái website của tôi này. Các bạn đó, các bạn vào cái trang này. Thì ở đây á, các bạn cái thanh ở trên cùng bên tay phải á, cái dấu tìm kiếm á, thì các bạn gõ chữ là Autobot hay là Trailbot gì đó là nó sẽ ra cái bài viết này. Đó, thì ở đây thì ta phải làm theo hướng dẫn. Đó, đầu tiên là cái màn hình lock screen này. Đó, rồi cái phần thứ hai là phần quan trọng nhất là giữ kết nối cái phiên làm việc á. Còn nếu không á là nó treo đơ luôn các bạn ha. Nó treo đơ luôn á. Cho nên là cái tool các bạn là lưu ý, không phải cái tool mà tôi chia sẻ với các bạn đâu. Thì ở đây các bạn làm theo hướng dẫn. Đó, ở đây thì các bạn thấy nè, nó có cái query section. Đó, các bạn copy xong các bạn dán vào thì các bạn thấy cái chỗ mà administrator đó, đó cái có cái số 2 rồi active đó. Thì thực tế ra thì các bạn đó, các bạn phải giữ cái dòng này. Đó, nó bây giờ nó cũng là cái số 2 rồi đó. Rồi, copy cái dòng đó. Để cái đó là nó giữ cái phiên làm việc. Có nghĩa là khi ta sử dụng xong, ta thoát hết ra rồi á. Đó, thì như ở đây này, là tôi
cái con VPS này là tôi để sẵn hai cái dòng lệnh đó, tôi lưu sẵn ở màn hình. Còn cái tool auto thì nó nằm ở đây các bạn ha. Đó, trong cái tool auto thì nó có link, ở đây thì có khoảng hơn 100 link. Hơn 100 link là tôi đã để sẵn vào. Còn các bạn muốn chạy cái link của các bạn thì các bạn thay link của mình vào. Đó, các bạn thấy để ý không? Độ phân giải màn hình là 1280x720. Thì trong cái tool đó, đây này, nó ghi rõ luôn này. Độ phân giải ok thì nó phải hiện mấy cái nút này ra cho các bạn bấm nha. Đó. Đó, thế là ta bấm chạy thôi. Chạy thì các bạn để ý này, khi một cái chương trình nó đang mở thì nó sẽ tự động tắt và nó mở cái YouTube lên. Đó. Trong vòng 3 phút nó sẽ tự động bấm like nếu chưa like. Còn nếu like rồi thì thôi. Đó thì nó sẽ tự động tìm vào cái nút like đó, nó sẽ like video. Thì các bạn để ý với tôi là đó, tôi sẽ để sẵn một cái file test ở trên màn hình. Đó, cái dòng lệnh đó là sau khi đã kiểm tra xong rồi, tôi copy xong tôi paste vào. Rồi. Rồi, enter. Xong. Thì bây giờ là cái này nó đã không kết nối nữa các bạn ha. Có nghĩa là bây giờ là VPS là nó tự động nó chạy, nó không có liên quan gì tới cái máy chính đang trên màn hình. Thì bây giờ đó là một con VPS là tôi đã setup cho nó chạy auto xong. Rất là ok. Còn bây giờ là tôi sẽ tiến hành kiểm tra một con VPS khác. Nó đã chạy rồi nha các bạn. Con này thì tool đã chạy được khoảng ngày rồi đấy. Thì cũng đây user nó có sẵn này, administrator này. Rồi, nhập password vào là xong các bạn ha. Cũng remember nó lại. Rồi các bạn cứ tích chọn theo hướng dẫn. Thì ở đây thì các bạn để ý này, kết nối cái con này là 2 core 2 RAM. Con này 2 core 2 RAM các bạn. Thì các bạn để ý giúp tôi á, là cái tool này nè. Các bạn thấy không? Tổng số link là 112. Link đã xem là 111. Còn một link là đang xem. Đó, mà nó xem hết rồi các bạn, hết giờ rồi đó. Thì cái tool này chạy hơn ngày rồi. Đó, các bạn nhớ vào cái website của tôi, như cái đoạn lúc nãy tôi hướng dẫn các bạn á, các bạn nhìn lên phía trên cùng này, bên tay phải đó, gõ chữ Trailbot. Rồi, tìm nhanh lắm các bạn. Ok, ngay là ra cái bài viết này nè. Đó, nếu các bạn mà xem mà chưa rõ thì vào bài viết đó thì nó dễ hiểu. Rồi. Còn cái tool ấy thì cũng y vậy, cũng giữ phiên kết nối rồi cái tool thì cũng tải về. Tool thì các bạn liên hệ Facebook qua cái fanpage của tôi hoặc cái group hỗ trợ các bạn á, thì tool cung cấp miễn phí các bạn. Đó. Thì các bạn vào cái phần download, tôi đây là download sẵn các bạn ha. Đó, cái link YouTube thì cũng tương tự như lúc nãy, các bạn download tool về thay vào bằng cái link của các bạn. Rồi, bấm lên là chạy thôi. Cái link download cái tool này nè thì tôi để sẵn đó là 10 link nha các bạn. Nếu dưới 10 link chương trình không chạy. Phải trên 10 link. Nó sẽ cũng sẽ tự động chạy rồi cũng like liếc các kiểu.
Cái này thì tôi hướng dẫn cho các bạn chạy trên VBS thì ở trên các hội nhóm á, thì có những con VBS bán có mấy chục ngàn một tháng, không tốn tiền điện, rất khỏe các bạn ha. Đó, thì ở đây thì cái file đó tôi để sẵn rồi, hai dòng lệnh tôi để sẵn rồi, copy. Rồi, cái chương trình vứt đó rồi treo đó thôi các bạn ha. À, cái này thì không ấy thì các bạn search xong gõ chữ CMD là nó ra. Rồi, thoát, xong. Đó. Đó, ở đây là có hai con VBS để sẵn đó rồi. Đó, thì mình muốn kiểm tra con nào thì mình lại bấm rồi kết nối vào thôi. Lại kiểm tra lại. Đó, bấm vào cái con mà cái đuôi 218 ấy, là cái con lúc trước đó. Đó, chương trình nó đó, nó qua link thứ hai rồi các bạn ha. Đó. Đó, nó tự động chạy, nó không có bị treo đơ. Đó, thì các bạn để ý thì nó rồi nó cũng sẽ tự động like cái like đó là tôi tự bấm á, tôi không có thời gian chờ. Với lại các bạn xem clip mà chờ nó mệt lắm. Thì các bạn cứ để ra tôi nó tự nó like. Rồi, lại quay trở lại. Đó, cái bước này các bạn làm nó nhuần nhuyễn luôn các bạn ha. Copy. Đó, xong rồi bấm vào đó. Kéo nó qua, bấm chuột phải, paste đằng cái là rồi, thoát ra, xong. Đó là cái VPN nó tự động nó chạy không. Mình cứ ngày sau mình vào hoặc là 2 ngày sau link nhiều các bạn 2 ngày sau các bạn vào là ok. Đó. Rồi các bạn lưu ý này, cái tool mà các bạn tải về nó sẽ có 10 link ở trong này. Đó, chương trình thì chạy ở trên máy các bạn thì nó đơn giản hơn. Thì các bạn bấm vào cái file exe rồi bấm và tự nhấn like video này, tự refresh màn hình này. Các bạn bấm chạy thì ở trên màn hình nó sẽ tự động nó tích vào cái dấu chéo ở trên cùng nó để nó tắt cái trình duyệt, rồi nó sẽ tự động nó mở một cái mới lên cho các bạn. Đây là cái chương trình tôi ủng hộ Sơn Tùng MTB. Thì các bạn lưu ý là nó cứ xem hết bài nhạc này rồi nó nhảy qua bài nhạc khác. Còn các bạn thì thay bằng cái link của các bạn vào. Chúc các bạn thành công.